Chuyện ngắn sau ngữ tiếng Anh. Tiếng Việt. Where's the shoe? Chiếc giày đâu rồi? One night a fellow drove his secretary home after she had imbibed a little too much at an office reception. Một buổi tối có một người đàn ông lái xe chở cô thư ký về nhà sau khi cô ta uống hơi nhiều tại bữa tiệc chiêu đãi cơ quan. Although this was an innocent gesture, he decided not to mention it to his wife, who tended to get jealous easily. Mặc dù, đây là một hành vi vô tư, nhưng anh ta quyết định không nói việc đó cho vợ. Người vợ rất dễ nổi cơn ghen. The next night, the man and his wife were driving to a restaurant. Tối hôm sau. Người đàn ông đó và vợ đánh xe đến một nhà hàng. Suddenly, he looked down and spotted a high heel shoe half hidden under the passenger seat. Đột nhiên anh ta nhìn xuống và nhận ra một chiếc giày cao gót ẩn một nửa dưới ghế khách. Not wanting to be conspicuous, He waited until his wife was looking out her window before he scooped up the shoe and tossed it out of the car. Không muốn bị chú ý. Anh ta đợi tới lúc vợ nhìn ra cửa sổ trước khi anh ta anh ta hất chiếc giày lên và quăng khỏi xe. With a sigh of relief, he pulled into the restaurant parking lot. Với một hơi thở nhẹ nhõm, anh ta lái xe vào bãi đậu xe. That ass when he noticed his wife squirming around in her seat. Chính lúc đó anh ta chú ý thấy vợ loay hoay quanh ghế ngồi. Honey, she asked, have you seen my other shoe? Anh yêu, cô ta hỏi, anh có thấy chiếc giày kia của em không?